Đỉnh lũ hay còn gọi là mùa nước nổi ở vùng đồng nguồn sông Cửu Long ghi nhận xuất hiện vào những ngày đầu tháng 10, hiện giảm dần. Tuy nhiên, triều cường cao tiếp tục gây ngập cho các địa phương vùng giữa và ven biển. Theo đó, đỉnh lũ miền Tây năm nay được ghi nhận vào ngày 4 tháng 10 tại trạm Tân Châu trên sông Tiền với mức nước đạt 3,38 m. Mức này cao hơn năm 2023 là 0,29 m, nhưng vẫn thấp hơn báo động 1 và dưới mức trung bình nhiều năm là 0,49 m. Mực nước cao nhất tại Châu Đốc trên sông Hậu ghi nhận vào ngày 5 tháng 10 là 3,14 m, cao hơn đỉnh lũ năm 2023 là 0,21 m và cao hơn mức báo động 1, nhưng vẫn thấp hơn trung bình của nhiều năm là 0,35 m. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết đây là dấu hiệu quan trọng trong việc theo dõi tình hình thủy văn khu vực. Dù nước lũ đầu nguồn về giảm, nhưng triều cường có xu thế tăng và đạt đỉnh vào ngày 18 đến 20 tháng 10. Đỉnh triều cường sắp tới cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm và cao hơn mức báo động 3. Điều này cũng khiến mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long tăng trở lại theo triều, nhưng vẫn thấp hơn đỉnh lũ đầu tháng 10. Mùa nước nổi hàng năm là mùa làm ăn nhộn nhịp của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Bà con tận dụng đánh bắt nguồn thủy sản cá tôm theo con nước về đồng để tăng thu nhập. Thế nhưng năm nay mùa nước không được như kỳ vọng. Theo bà con thì giờ đây con nước cũng không còn tuân theo quy luật tự nhiên. Gắn bó với mùa nước nổi từ nhỏ, nhưng ông Tùng vẫn không thể đoán được con nước năm nay. Nếu như trước đây quy luật của mỗi mùa nước được người dân dùng đầu nguồn nắm trong lòng bàn tay, thì nay điều đó không hề đơn giản. Năm ngoái thì như gầm tháng 7 thì lên như cái mặt nước này nè. Lọt qua tháng 8 là lên cỡ thước nữa. Năm nay lên là giật lên thì sớm đó, chơi sớm trước hơn mấy tháng. Lên là kém lợi, bắt đầu lên là kém lợi. Ba lần như vậy đó. Lũ thất thường mình không biết trước được đâu. Nhiều khi tháng 7, tháng 8 lên không chừng nữa, nó như vậy. Không có được bình thường như lúc trước nữa. Là do là khí hậu thời tiết hay là do cái gì đó mình cũng không rành nữa. Con nước thất thường đi kèm với nguồn lợi thủy sản sụt giảm. Chuyện mưu sinh của bà con dùng đầu nguồn cũng bấp bênh theo con nước. Hồi đó gia đình tôi nói thiệt, mùa nước này tôi mặn một mình nên tôi mặn, tôi có thể tôi nuôi cả gia đình tôi luôn cả mùa khô luôn. Là tôi còn thừa tiền là sống cả mùa khô. Còn bây giờ là không có. Thì cấp quỹ, ủy ban thì cũng có định hướng. Thì khi mà cái tình huống nó xảy ra như vậy thì sẽ vận động người dân sẽ chuyển sang một cái hướng làm ăn mới. Tức là để dây vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để mình chuyển cái phương thức làm ăn sản xuất buôn bán nhỏ lẻ để tạo cái cuộc sống cho gia đình. Giờ thì lũ nhỏ và thất thường sẽ thường xuyên xuất hiện tại đồng bằng sông Cửu Long. Cá tôm cũng ít đi, đa dạng sinh học thay đổi. Những biến đổi này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sinh kế và cuộc sống của người dân. Trước những diễn biến bất thường của tự nhiên, thời gian qua các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các tỉnh đầu nguồn như An Giang hay Đồng Tháp, đã triển khai nhiều mô hình sản xuất giúp cho bà con nông dân ổn định sinh kế trong mùa nước nổi. Đây được xem là giải pháp hiệu quả, mở ra hướng sản xuất mới cho người dân. Cánh đồng 5 hectare này nhiều năm nay được ông Giang canh tác giống lúa mùa nổi. Khi xả lúa, chỉ bón ít phân giai đoạn đầu, còn lại cứ bỏ cho cây lúa tự phát triển theo con nước. Thân lúa cao tạo thành vùng đệm thuận lợi cho cá tôm trú ẩn. Sâu rầy sẽ trở thành thức ăn cho cá. Bà con đỡ tốn công phun xịt thuốc. Tại tỉnh An Giang, diện tích trồng lúa mùa nổi hiện nay là khoảng 50 hecta. Mùa lũ là mình đâu có trồng gì làm lúa trống thì mình xả lúa mùa được cái thiên nhiên mà được cái lợi nhuận cho bà con ở đây trong cái mùa lũ đặng có thêm mưu sinh đi đó. Tháng 5, tháng 6 mình xả là lúc mà tới chừng mà nước nó lên thiên nhiên thì nó nước lên tới đầu lúa thì mình theo cái đó. Năng suất thì nó không được cao hơn như là lúa hàng năm của người ta, nhưng mà nó giá nó được cao. Mấy năm trước thì nó rẻ lắm, nhưng mà nhờ xã ở đây nè, rồi cũng kiếm đầu ra, rồi cũng kéo giá lồ lên, rồi được 16.000 ký. Rồi cho nên bà con người ta làm có ăn, người ta làm luôn tới giờ luôn á. Bà con ở đây ai cũng mừng chứ. Đối với cái sản phẩm lúa mùa này, huyện cũng tập trung để nâng cao cái giá trị nó. Cái thứ nhất là mình sẽ làm cái sản phẩm ô cốp cho sản phẩm lúa mùa nổi này. Cái thứ hai, mình sẽ khi mà có sản phẩm ô cốp, mình sẽ chào hàng trên những cái phương tiện thông tin đại chúng để mà người dân biết tới nhiều hơn. Không chỉ thích ứng theo con nước, sống thuận thiên, mà còn tận dụng con nước để làm du lịch, tăng thu nhập. Đó cũng là cách nông dân dùng đầu nguồn đa dạng sinh kế, thay vì chỉ đánh bắt thủy sản mùa nước nổi như trước đây. Tụi tôi là dân thân thiết, là dân biển.
nay là xuống muốn trải nghiệm cái mùa nước nổi của miền Tây, rồi đánh bắt tự tay bắt cá, nướng cá để cho mấy đứa nó trải nghiệm, cũng là để tìm hiểu cái đời sống văn hóa hàng ngày của cái dân miền Tây cho biết. Làm cộng đồng luôn chung, ví dụ như bây giờ ở đây người ta làm cái này còn anh khác làm cái chuyện khác cũng được, nặng là du lịch cộng đồng, mình làm người món vậy. Người này mở truyền ra mua bán này kia rồi vậy cũng dễ sống hơn. Trước đây mình sản xuất khoảng 3 vụ, chủ trương ở Đồng Tháp hiện nay thì phải xây dòng sản xuất 2 vụ và xây dòng trong cái việc vụ thứ 3 để tạo cái sinh kế nuôi cá thả lũ, tận dụng cái lợi thế của nước lũ để chúng ta nuôi trồng và cũng kể cả phát triển những cái cây thủy sinh để mà phục vụ cho cái thị trường. Hiện nay thì chúng tôi cũng thực hiện được 3-4 năm nay rồi và mọi người dân đều hưởng ứng được rất là tích cực. Mùa nước nổi đang ngày càng trở nên khó đoán hơn. Người dân đồng bằng sông Cửu Long phải thay đổi các mô hình sinh kế để thích ứng, tìm cách sản xuất chủ động hơn trong điều kiện biến đổi của tự nhiên. Đây là điều mà bà con miền Tây bắt buộc phải đối mặt.